Lột bao quy đầu là quá trình tự nhiên ở nam giới. Tuy nhiên, không ít trường hợp dù đã bước sang độ tuổi trưởng thành nhưng phần bao quy đầu vẫn không thể lột xuống, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe, khả năng sinh sản của người bệnh. Vậy bao quy đầu tự lột khi nào? Đừng bỏ lỡ nội dung video sau đây để có được câu trả lời từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Chúng ta phải hiểu thứ nhất là bao quy đầu là cái gì? Bao quy đầu là cái da của cái dương vật phủ lên cái quy đầu dương vật. Đấy, mục đích của cái bao quy đầu là bảo vệ quy đầu. Cái bao quy đầu có trách nhiệm bảo vệ quy đầu để tránh khỏi những cái cào xước và cái va chạm thường ngày. Chính vì vậy cái bao quy đầu bao giờ nó có một cái hãm của bao quy đầu để làm cho bao quy đầu luôn luôn dài quá quy đầu để bảo vệ quy đầu. Nhưng sau này thì khi xã hội văn minh phát triển thì cái bao quy đầu nó trở thành cái vật thừa, nó không còn cái bảo vệ, vì bao quy đầu sau này được bảo vệ là chúng ta là có quần áo chúng ta mặc để che chở. Bao quy đầu nó dài nó làm cho cái quy đầu chúng ta là không được bộc lộ ra ngoài và nó hay gây cái hiện tượng ngứa, hôi, viêm. Đấy, đặc biệt có những cái trường hợp mà cái lỗ bao quy đầu nó hẹp, nó không lộn bao quy đầu ra thì nó ảnh hưởng đến cả về cái thẩm mỹ và cái sinh lý của cơ thể. Chính vì vậy mà bao quy đầu là chúng ta hiểu lôm na nó là như vậy đã. Thì các nước châu Âu phát triển thì người ta thường thường cắt bao quy đầu từ khi người đàn ông sinh ra là còn nhỏ, đã cắt bao quy đầu rồi. Còn ở châu Phi thì có những cái bộ tộc người ta cắt bao quy đầu khi làm lễ trưởng thành cho người đàn ông, thì người ta cũng làm lễ cắt bao quy đầu. Đặc biệt trên thế giới thì người Do Thái là một trong những cái chủng tộc người mà văn minh bậc nhất. Chúng ta tất cả người đàn ông Do Thái khi được sinh ra đều được cắt bao quy đầu. Chính vì vậy ở đây chúng ta biết là bao quy đầu. Còn các bạn hỏi tôi bao quy đầu bao giờ nó tự lột? Thì thường thường bao quy đầu thì nó khi được sinh ra thì bao quy đầu được dính vào quy đầu, và sau đó là dần dần thì cái niêm mạc của cái da bao quy đầu đó sẽ tách ra khỏi cái quy đầu để lộn ra ngoài. Những cái trường hợp bình thường cái lỗ bao quy đầu nó to thì thường thường 3 đến 5 tuổi là các cháu nó có thể tự lột ra được rồi. Còn có những trường hợp đặc biệt, có nghĩa là cái lỗ bao quy đầu nó nhỏ, nó gây ra trường hợp là các cháu đi tiểu làm phồng cái đầu dương vật lên, thì cái trường hợp đấy ta gọi là bị hẹp lỗ bao quy đầu. Những trường hợp đấy thì thường thường là bậc phụ huynh thì đưa con đến trung tâm y tế, cơ sở y tế để người ta có cái biện pháp là long tách lỗ bao quy đầu để cho cái bao quy đầu được lộn ra, lộn cái quy đầu ra ngoài. Đấy là cái trường hợp là tầm 5-6 tuổi trở đi là bắt đầu là cái lỗ bao quy đầu nó tự lộn ra được rồi. Cái trường hợp mà nam giới đến tuổi trưởng thành, bắt đầu đến tuổi dậy thì của đàn ông ấy, thì bắt đầu là bao quy đầu là nó có hai hình thức. Có những cái trường hợp mà cá thể nào đấy thì lỗ bao quy đầu nó to thì dương vật nó thể tự lột bao quy đầu ra được. Mà cái trường hợp như thế thì ở trong tự nhiên là cái chiếm một tỷ lệ rất thấp. Đấy, còn thường thường là cái bao quy đầu vẫn dài và khi mà mình quan hệ tình dục thì lúc đấy cái quy đầu mới được lộn ra ngoài. Thì đấy là cái trường hợp chiếm đại đa số. Chính vì vậy mà bây giờ là chúng ta khi xã hội văn minh rồi thì chúng ta nên xử lý là cắt cái bao quy đầu, tạo hình lại dương vật cho đẹp. Mục đích thứ nhất là gì? Để cho dương vật lúc nào nó cũng được phát triển tự nhiên. Cái thứ hai nữa là nó không bị viêm nhiễm, không bị ngứa, và đặc biệt là làm cho cái cuộc sinh hoạt tình dục sau này nó thăng hoa hơn. Nam giới cần phải lột bao quy đầu vì tại sao? Thứ nhất là cái trường hợp dài hẹp bao quy đầu thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn ấy. Thứ nhất là gì? Dài hẹp bao quy đầu nếu để lâu có thể gây viêm nhiễm, thậm chí có thể gây ung thư dương vật. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là dài hẹp bao quy đầu thì nó ảnh hưởng đến cả cái quá trình sinh sản của bệnh nhân. Trường hợp thứ ba là những trường hợp dài hẹp bao quy đầu nó có thể trường hợp là gây nghẹt, gây hoại tử đầu quy đầu. Vì thực tế là khi mà quy đầu lộn ra ngoài mà dương vật mình cương lên, nó làm cho quy đầu nở to ra và lúc đấy quy đầu lại không đưa vào bên trong bao quy đầu được, thì người ta gọi trường hợp đấy là nghẹt bao quy đầu. Và nghẹt bao quy đầu nếu mà chúng ta không cấp cứu kịp thời cũng có thể gây hoại tử quy đầu. Phòng khám đa khoa y học quốc tế 12 Kim Mã là cơ sở uy tín hiện đại tại Hà Nội, đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, thiết bị y tế hiện đại, phương pháp điều trị hiệu quả, chi phí hợp lý, công khai minh bạch.
thời gian làm việc 8 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần, cả ngày nghỉ và ngày lễ. Đặt hẹn online đến khám không mất thời gian chờ đợi và nhận ưu đãi từ phòng khám qua hotline hoặc đường link dưới mô tả của video.